Nay mời cả nhà đi hái trái cây cùng hai bà cháu nha. Chết hết chị đâu. Đâu đưa mẹ coi trái coi. Rồi hết rồi. Ăn trái rượu rồi nè cô chú. Ăn này. Ngon không? Ngon. Đi hái nữa nha. Nè. Đây nè. Ngon không con? Chắc mạnh luôn. Bữa nay bà nội đi hái đậu bắp tím vô luộc ăn thế này. Ôi ôi trái bự quá. Trái trên luôn vậy. Dạ không con ơi, trái bự. Đèn trái. Ngon hết sức. Đây có bông ra chứ. Đúng. Đây có trái nè nữa. Màu lớn thiệt chứ. Hồng Anh đi đâu chứ bà nội vậy? Bực ghê không? Đây có hai trái nè cả nhà. Hai trái. Trái còn nhỏ phải chưa? À, trái đó được luôn rồi đó. Wow. Cái đậu bắp nó nhỏ làm sao? Gì? Thôi mình đi vô chưa? Đâu cái gỗ đậu bắp đâu, bưng lên cho mẹ coi coi. Nhiều không? Nhiều. Quá. Đi vô nha. Ôi cái cây đĩa. Mình đi ra. Cà pháo nè. Nồi đã quá, chắc nè nha. Đây. Ồ. Em đâu? Trái nè, được ca. Cây à. Tại vì trồng có con cây à. Bên này tại nó lọt vô chứ. Cà pháo là muốn kiếm là phải dạch nó lên mới được. Đã quá. Bên đây nè, nó già rồi đó. Đây nè, trái này nè. Trái nè. Rồi cà pháo này vô làm gì ăn không biết. Dạ. Nè, ôi, hái trái cà tím luôn hả? Ừ. Chưa. Đây. Đã quá. Ừ, chiên trái luôn đi. Trái ra kia đâu, chiên đâu đủ. Trời ơi, còn kẹo này nữa. Video mình đến đây xin kết thúc nha. Hẹn cả nhà video lần sau nha. Bye bye.